Cú ném xa của Tuấn Đức Chí và bóng đi vào rổ. Một khởi đầu thuận lợi dành cho đội bóng chủ nhà. Dắt Hồ Chí Minh City Wings. Cú ném xa của Văn Trung. Kỳ Quan. Kỳ Quan và Trần Văn Trung. Đó là một tiếng end one dành cho Kỳ Quan. Khá đơn giản. Vincent đã có khoảng trống. Và đó là một tình huống ném ở short clock. Ghi hai điểm của Vincent để rút ngắn tỷ số xuống còn 5-7. Vincent. Một tình huống phòng ngự rất mất tập trung của Michael Soy. Có vẻ như Michael Soy chưa thực sự nóng người. Phạm Đức Tiên cũng đang có một mùa giải khá thành công trong mùa áo mới. Hai điểm đầu tiên của Phạm Đức Tiên. Đà Nẵng Dragon đang tạm thời dẫn trước đội bóng Hồ Chí Minh City Wings với tỷ số 11-7. Đã có một tình huống cướp bóng thành công. Triệu Hoán Minh đã lùi về nhưng rõ ràng Triệu Hoán Minh không dám tác động ba dần trong tứ vừa rồi. Lê Ngọc Tú vượt qua được Kỳ Quang lên rổ và đó là một pha end one. Phú Thịnh. 3 điểm tính dành cho cầu thủ mới được tung vào sân của Đà Nẵng Dragons. Đường chuyển tốt của Parson. Và 2 điểm dành cho các cầu thủ làm khách. Cú ném xa của Edward Otten và đó là một cú ném xa thành công. Bóng được kích ra cho Tân Hải Đăng. Cú ném quá thiếu cảm giác. Và sau đó là một tình huống gõ bàn rất đơn giản và nhẹ nhàng của Parson. Edward. Đây là một cú đá xa của Edward và back to back 3 điểm dành cho cầu thủ mặc áo số 11 Soi. Đây là một tình huống hit check chẳng. Hit check thành công. Parsons tình huống lùi về phòng ngự mặc dù là rất nhanh nhưng là chưa đủ của Kỳ Quan. Phú Thịnh. Cú đánh rổ thành công của Mai Phú Thịnh. Không sử dụng bất kỳ một cầu thủ import nào. Cú ném mid range của Hán Minh và bóng đi vào rổ. Tỷ số được nâng lên 27-19. Parsons rất nhanh và anh muốn isolation trong tình huống đó. Đình Phương cũng đã rất sẵn sàng để trừ cản Kennesin. Và đó là một tình huống bang shot của Võ Thái Cường. Thì với một tình huống như Kennesin thì anh cần phải tận dụng tốt hơn những tình huống dùng cơ thể để xoay sở ghi điểm ở khu vực low post dành cho những cầu thủ mới vào sân về phía Đà Nẵng Dragons. Và hai điểm tính dành cho Triệu Hùng Minh. Edward Horton đường truyền dành cho một cầu thủ ở khu vực 3 điểm, đó chính là cầu thủ mới được tung vào sân, Triệu Hùng Minh. 5 điểm liên tiếp dành cho cầu thủ mặc áo số 12. Cơ hội dành cho Huỳnh Thanh Tam và đó là pha buzzer beater dành cho City Wings. Và hiệp đấu thứ hai kết thúc với tỷ số 37-27, lợi thế 10 điểm dành cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. 6 rebound, 2 kiến tạo và 3 tình huống turnover. Và ngay ở tình huống đầu tiên thì Kennesin đã có điểm số đầu tiên của mình trong trận đấu này, là người mở điểm cho Đà Nẵng Dragons ở trận đấu này cũng từ vạch 3 điểm. 3 điểm dành cho Mladenovic Chí Anh. Parsons đường chuyền tốt của Parsons cho Chí Anh. Hai tình huống gỡ bảng thành công liên tiếp của Mladenovic Chí Anh. Điểm hồi mà Kennesin có tự tin để đánh rổ để vượt qua được Parsons, nhưng chỉ đáng tiếc là cú ra tay của anh lại thiếu đi cảm giác chính xác. Edward Horton. 2 điểm dành cho Edward Horton. Quay ra bóc out Mitchell. Cú ném xa của Vincent Nguyễn và đó là tiếng 3 điểm thành công. Mitchell vẫn là tình huống xoay sở quen thuộc. Và 2 điểm dành cho Big Man của Đà Nẵng Dragons. Rất nhiều khoảng trống dành cho Tú Kobe. Và ngay lập tức đã có một tình huống Lê Ngọc Tú trừng phạt hệ thống phòng ngự của Đà Nẵng Dragons. Không có tiếng còi nào cất lên. Một tiếng hit check của Tú Kobe và hit check thành công. Không có cú ném rổ, đường truyền vào trong đã bị bắt bài. Đây là Parson, liệu rằng có đang rổ hay không? Một tiếng lay up đơn giản mà thôi. Một tình huống đánh bài rất bài bản của Đà Nẵng Dragons. Michael Soy, một tình huống thi đấu rất tinh quái của Michael Soy. Và 2 điểm xứng đáng dành cho cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Một không khí rất tuyệt vời. Đấu trận thứ 5. Michael Soy đánh lừa được Devon Thomas và 3 điểm. Tình huống 3 điểm cực kỳ quan trọng của Michael Soy. Và đó cũng là thời gian cuối cùng của hiệp đấu này. Cú ra tay của Devon Thomas, bóng may mắn đi vào rổ. Cú yên tâm, đây là Edward Horton. Được chuyển ra cho Michael Soy. Cú ném ngay của Michael Soy và bóng đi vào rổ.
Michael Soi đã nóng tay rất đúng lúc. Một tình huống đánh thẳng vào vị trí của Parson và có 2 điểm dành cho Edward Thornton. Ở trong sân vườn quân năm, mọi thứ vẫn đang rất nóng. Valenzo ghi 2 điểm của Chí Anh. Đường ném lại Ebo mất rồi. Nhưng sau đó lại là một cú ném thành công ở vạch 3 điểm của Chí Anh. Đi vào trong, kích ra dành cho một cú ném xa và đó là một tình huống đáp trả thành công của Đà Nẵng Dragons. Vượt qua được Đức Chí. Đó là một tình huống có điểm và có một pha ném phạt tiếp theo dành cho Devon Thomas. 8 giây cuối cùng. Edward Thornton chỉ cần 2 điểm thôi. 2 điểm tính dành cho Edward Thornton để san bằng cách biệt 66 đều. Trận đấu tiếp tục ba sân. Nhưng đã không kịp mất rồi và trận đấu sẽ phải diễn ra bước vào hiệp phụ. Thăng Long Warriors Hồ Chí Minh City Wings. Hải Đăng, 2 điểm đầu tiên tuyển phụ đã thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Một tiếng pick and pop và 3 điểm dành cho Mitchell. Quá bất ngờ. Tennessee xin làm gì trong tình huống vừa rồi? Cơ hội vẫn dành cho Devon Thomas. Lại là một tình huống turnover. Cả 6 điểm của Hồ Chí Minh City Wings ở hiệp phụ này đều đến như từ những tình huống để mất bóng của đội bóng Đà Nẵng Dragons. Nếu được dẫn trước 3 điểm thì City Wings dễ đánh rất nhiều, nhưng bây giờ nó đã là con số 5 rồi. Đưa cho những học trò của mình những phương án thi đấu ở thời điểm này.